Các bạn đã giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là tủ nấu cơm, tủ hấp bánh, tủ hấp giò mini. Với mà tủ hấp bánh, hấp giò mini, kích thước khay nhỏ, khay mini. Kích thước khay là chiều sâu đó là 40 phân, ngang là 30 phân, sâu đáy là 5 phân rưỡi, 6 phân. Khay này khay lỗ nhé, khay hấp để hấp bánh nhé. Chất liệu khay đấy, bên cạnh máy so nhiệt và van nước, khoán thao nước. Máy mình có tặng kèm một cái dây để đấu vào đằng sau nhá, đằng sau tủ nhá. Dây này đấu vào đằng sau để van nước nhá, đấu vào đằng sau này đấy, đấu vào nước của chờ nước, dây chờ của van nước nhá. Đấy, các bạn mua máy liên hệ mình qua số điện thoại 0934468222, số điện thoại của Zalo 0904421146 Quảng Trà và 79 ở phòng phổ Ba Đình, phố Thanh Hóa, sở máy Thanh Hóa, Trung Con. Bề ngang tủ 38 phân, chiều sâu 50 phân, tủ 6 khay, cao là 95 phân đó. Ca lên tập 95 phân. Đấy, rất là nhỏ gọn và mang đi tiện lợi nhá, nấu cơm, hấp bánh, ủ đóng thức ăn. Máy rất là nhẹ, nó rơi vào tầm tủ này nó tầm 10 cân thôi nha. Các bạn nhiều bên mình ra toàn quốc này, rất nhiều loại máy này.